Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi nội tiết tố không chỉ xảy ra ở phụ nữ, thay đổi nội tiết tố cũng xảy ra khi nam giới bước vào độ tuổi 40. Quá trình này diễn biến dần dần và không dẫn đến vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên, sự sụt giảm nội tiết tố testosterone tích lũy dẫn đến những thay đổi trong cơ quan sinh dục và ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế sự thay đổi hóc ở nam giới. Quá trình này diễn biến dần dần và không dẫn đến vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên, sự sụt giảm nội tiết tố testosterone tích lũy dẫn đến những thay đổi trong cơ quan sinh dục và ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống. Với sự tăng dần của tuổi tác, cơ thể nam giới có một sự thay đổi đáng kể về khả năng sản xuất DHEA là một loại tiền hóc môn, testosterone cũng như các androgen khác. Từ tuổi 40, nồng độ testosterone có sự suy giảm dần về sau, khoảng 20% nam giới ở độ tuổi 60 và 50% từ 80 tuổi trở lên có mức giảm testosterone rõ rệt. Thay đổi mức testosterone Trung bình, nồng độ testosterone dao động trong khoảng từ 2,7 đến 17,3 nanogram trên 1 ml đối với nam giới trưởng thành từ 20 đến 49 tuổi và 2,1 đến 7,6 nanogram trên 1 ml đối với nam giới từ 50 tuổi trở lên mức dưới 2,5 ng trên 1 ml và 2 ng trên 1 ml ở độ tuổi tương ứng được gọi là mức thấp. Nhưng bên cạnh tuổi tác, nồng độ testosterone thấp có thể còn do các yếu tố khác như béo phì, đái tháo đường, nhiễm trùng nghiêm trọng, bệnh thận và gan, rối loạn nội tiết tố khác và tác dụng phụ của một số loại thuốc. <laughs> Nguyên nhân nào gây mất cân bằng nội tiết tố ở nam giới? Mất cân bằng nội tiết tố ở nam giới có thể được quy cho sự mất cân bằng của hai hóc môn giới tính quan trọng là testosterone và estrogen. Khi nồng độ testosterone thấp hơn và nồng độ estrogen cao hơn bình thường, một hoặc nhiều yếu tố sau có thể là nguyên nhân. Suy tuyến thượng thận khiến mức độ cortisol, một loại hóc môn gây căng thẳng, cao hơn bình thường. Sự dư thừa carbon hirat, tinh chế như bánh, kẹo, bánh mì trắng và bún gạo có thể ảnh hưởng tới mức insulin trong máu. Điều này đến lượt nó can thiệp vào nồng độ estrogen và testosterone testosterone. Đàn ông có trọng lượng dư thừa, nhất là béo bụng, có mức estrogen cao hơn mức cần thiết của một cơ thể đàn ông khỏe mạnh. Điều gì sẽ xảy ra khi môn thay đổi ở nam giới? Ham muốn tình dục giảm, bởi vì testosterone chịu trách nhiệm duy trì hoạt động tình dục, cho nên khi nồng độ hormone này giảm, đàn ông sẽ giảm ham muốn tình dục. Quá trình này gọi là mãn dục nam. Năng lượng thấp sự thay đổi nội tiết tố ở nam giới trong thời kỳ mãn dục nam bao gồm mức testosterone giảm, dẫn đến giảm mức năng lượng của cơ thể. Dấu hiệu dễ nhận ra nhất là buồn ngủ và ngủ thiếp đi ngay sau bữa ăn. Dối loạn giấc ngủ, một trong những chức năng của testosterone ở nam giới là điều hòa giấc ngủ. Nồng độ này thấp có thể gây ra dối loạn giấc ngủ, mất ngủ ở nam giới trong giai đoạn mãn dục nam. Loãng xương, vì testosterone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, mãn dục nam có thể dẫn đến xương mỏng manh hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Tích lũy mỡ bụng, các nghiên cứu cho thấy rằng testosterone thấp và mỡ bụng thường phối hợp với nhau, với sự thay đổi nội tiết tố ở nam giới trong thời kỳ mãn dục, chất béo tích tụ nhiều hơn ở bụng. Làm gì để khắc phục tình trạng thay đổi nội tiết tố nam? Để đối phó với suy giảm nội tiết tố, những điều chỉnh sau đây có thể được đưa ra trong điều trị: thay đổi lối sống, việc kiểm soát các triệu chứng của testosterone thấp hơn phần lớn có thể được cải thiện bằng cách tuân thủ các thực hành lối sống lành mạnh hơn bao gồm tập thể dục thường xuyên, một chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc. Thuốc và trị liệu, ngoài những thay đổi lối sống này, nếu bạn bị trầm cảm, bác sĩ có thể kê toa thuốc chống trầm cảm và trị liệu Đối với những người cần điều trị mãn dục nam, liệu pháp thay thế hormone có thể được cân nhắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân này chào tạm biệt.